Hôm nay ta tiếp tục nghiên cứu về các cái chướng ngại trên đường tu mà trong kinh gọi là cái chướng ngại. Nó thuộc về sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Thì như tôi đã nói là sự thật là toàn thân con người là nó kết hợp bằng ngũ ấm. Vì vậy cho nên là con người trên đường tu thì sẽ gặp những điều chướng ngại trên cái bước đường tu. Còn kinh mà người ta chia ra phần nào thuộc về của sắc ấm, phần nào thuộc về của thọ ấm, của tưởng, của hành, của thức ấm, đều là cái cách mà chia sẻ ra nói nghe cho nó có thứ tự, nó lớp lan vậy thôi. Chứ thật sự là toàn thân là ngũ ấm. Thì khi mà vô minh thì vô minh nó cũng ẩn nấp trong toàn bộ cơ thể, nó làm cho con người phải luân hồi sinh tử, ưu bi khổ não. Thì khi mà con người mà tu tập mà cởi bỏ được phiền não vô minh thì nó cũng an lạc, nó giải thoát cũng cả toàn thân chứ không thể từng phần nào riêng biệt được. Do vậy cho nên trên bước đường tu mà gặp chướng ngại thì sự chướng ngại đó cũng là sự chướng ngại của con người chúng ta trên bước đường tu hành vậy thôi. Nhưng mà kinh đã chia ra có lớp lan thì mình cũng nói theo lớp lan. Bây giờ ta nghiên cứu về hiện tượng các cái hiện tướng nó thuộc về cái phạm vi của bữa hỏi mình nói tới tới ấm gì rồi ha, tới tưởng ấm rồi ha. Bữa nay tới tưởng ấm hả? Ừ, tưởng ấm. Thuộc phạm vi của tưởng ấm đây. Phật bảo này A Nan, các thiện giả tu samatha tama bát đề vượt qua được thọ ấm rồi. Khi thọ ấm hết rồi, dù chưa hết mê lầm nhưng tâm có thể tách rời khỏi hình hài như chim ra khỏi lòng. Từ đó mà tiến lên, trải qua nhiều hạnh vị và được ý sanh thân. Cái câu này đại chúng để ý, khi mà nó vượt qua từng mức một rồi đó thì thân tâm có thể tách rời khỏi hình hài như chim rời khỏi lòng. Cái này á, cái trạng thái này mà phối hợp với cái trạng thái mà gọi là càn quệ địa, nó trải qua một cái giai đoạn phải nói rằng là khó khăn trên đường tu dữ lắm chứ không phải dễ đâu. Bởi vì cái tinh thần á, tâm trí của mình đó thì gần như nó muốn bay bổng khỏi trần gian, bởi vì thấy được chân lý mà, thấy được cuộc đời sanh lão bệnh tử rất là ngắn ngủi, rồi thấy được cái của cải sự nghiệp trên đời này, kinh điển gọi là tài thuộc ngũ gia. Của cả sự nghiệp nó thuộc về của năm nhà mà không ai có thể bảo đảm cuộc đời mình được an lành trọn vẹn, như là nước lục cuốn đi, quả hoạn trái,
và cướp lấy, bị chính phủ xung công, bị con hư phá tán. Thế thì là của cải nó như vậy. Phú quý như hoa giang lộ, công danh như thảo thượng sương, giàu sang thì như là cái giọt sương ở trong lòng hoa, công danh là như là giọt nước ở đầu rền. Thấy rõ được cái chân lý như vậy rồi là thì cái tâm ý của mình là muốn bay bổng ra khỏi trần gian, muốn xa lánh trần gian. Nhưng mà thực chất thì là cái điều kiện, cái hoàn cảnh, mỗi người có một điều kiện, một hoàn cảnh khác nhau mà mình chưa ra bay bổng ra được. Ở đây tôi nói là giống như chim sổ lòng là cái ý đó. Cho nên là trên đường tu là có cái địa vị cái bằng noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất. Mà đảnh á, cái địa vị đảnh là trong tứ gia hành đó, là ta ví như là mình lên trên cái đỉnh núi, toàn thân mình ở trên, ở trong hư không hết trơn à, ở trong mây, ở trong hư không. Thì lẽ ra là mình bay bổng ra, bỏ tất cả cái lệnh đó, nó hết mọi sự ràng buộc, nó tự do, nó thanh thản ở trong cái bầu trời cao rộng tự tại, giống như mây cứ lên trên mà phiêu bạc, không có vướng bận cái gì hết, thì là bằng lòng biết mấy. Nhưng mà không được vậy, cái chân nó còn dính ở trên cái đỉnh núi, cho nên cái quả vị mà noãn, noãn tức là tu hành nó có cái công đức, nó vừa có cái sức giống như con gà ấp trứng nóc, còn đánh là như cái trường hợp tôi vừa nói. Thân tâm ý chí muốn bay bổng lên, muốn vượt ra khỏi trần gian, nhưng mà khổ nổi cái chân, hai cái chân nó còn dính chút xíu ở trên những cái tảng đá trên đầu núi, đỉnh núi. Do vậy mà cái lúc đó là cái lúc mà con người khó chịu, chứ không phải dễ đâu. Con người cũng khó chịu vậy, bởi vì cái chứng quả để vượt ra khỏi trần gian thì ý chí thì có sẵn hết rồi, tư lương có sẵn rồi, nhưng mà thực tế nó còn vướng một cái điểm gì đó thì lúc đó cũng khó chịu lắm. Con người nó cũng là nó làm cho cái trí tuệ con người phải tư duy rất là dữ, chứ không nó sanh ra bi quan cũng có, giống như bi quan hôm trước mình nói đó, buồn bực cũng có, chán nản cũng có. Cái giai đoạn đó là cái giai đoạn đảnh, mà nó cũng là đồng thời nó tương quan với cái giai đoạn cái bằng càn tuệ địa, cái trí tuệ nó khô rồi. Trí tuệ khô nghĩa là sống bằng lý trí, bằng đạo đức, còn cái tình cảm của thế gian này coi như nó khô kiệt. Vì vậy mà không còn lưu luyến cái gì nữa, mà thế gian thì không còn muốn lưu luyến rồi, mà cái đạo lý mà giải thoát thanh tịnh ra thì là mình chưa được thể nhập trọn vẹn. Do đó cho nên cái giai đoạn nó cũng khó, con người nó xảy ra những cái khó chịu lắm rồi. Bây giờ tôi nói ra là kinh nghiệm bản thân nè. Thì trong khi mà thuyết pháp và Đức Phật hồi xưa cũng có lúc nói chuyện mình, chuyện của mình hiện tại, chuyện của mình nhiều đời nhiều kiếp về trước, có lúc nói chuyện của tiền thân, của các đệ tử, của các người khác, có lúc nói chuyện hiện tại của các người khác, rồi nói chuyện sang xưa của các người khác. Đó là cái nguyên tắc nói kinh của Đạo Phật hồi xưa cũng vậy. Cho nên bây giờ thì là có những lúc tôi nói cái chuyện của tôi rồi các vị không có hiểu, rồi nói rằng là tôi nói chuyện của mình đem ra nói cho nhiều người nghe làm cái gì. Không phải, chuyện của mình cũng tức là chuyện của người, mà có lúc chuyện của người cũng tức là chuyện của mình. Thì là cái chuyện ở trên đời này nó vậy vậy, đây là kinh nghiệm trong cái cuộc sống mà Đức Phật nói ra, chuyện của bản thân Ngài trong nhiều đời nhiều kiếp, chuyện của bản thân Ngài trong hiện tại, chuyện của bản thân các hàng đệ tử trong hiện tại, chuyện bản thân của các hàng đệ tử trong nhiều kiếp, đã để là Phật pháp là bất ly thế gian giác. Cái sự giác ngộ chân lý chứng được đạo quả đem lại sự khinh an giải thoát không ngoài thế gian đâu.
Cho nên là nói cái gì mà xa xôi quá không phải đâu. Cái chuyện ở trên trời, chuyện của Bồ Tát, chuyện của Phật ở đâu trong mười phương mà không tương quan việc đời này là cái đó không phải là đạo Phật đâu. Đạo Phật là nói cái chuyện cụ thể, thấp nhất là đem lại hạnh phúc và an lành là hạng thấp nhất, bậc kế đó là đem lại khinh an và tự tại, bậc cao nữa là niết bàn và bồ đề. Nó phải tương quan trong cuộc sống. Cho nên tôi nói ví dụ như tôi giờ đó, có tuổi này đó, rõ ràng là phải nói rằng là thấy chân lý kỹ càng, thấy rõ quá đi. Bản thân mình ở trong cái mấy mươi năm học đạo, hành đạo và nhận xét cuộc đời, thấy rõ vô cùng. Cho nên là thật sự bây giờ là trên cái cõi đời này không còn thấy có một cái gì mà thích thú để mà mong cầu, để mà ham nữa cả. Đó là một sự thật. Cho nên là mấy ông đệ tử gặp tôi tuổi trẻ mà chương trình nó còn dữ dằn, tôi nói rằng là các vị là còn trẻ là phải làm. Và cái sự mạnh nông nã của các vị lo là xây các chùa chiền, là dập đỉnh chương trình, làm các công việc này kia nọ là chuyện nó đúng thôi. Là vì á, trong kinh có những cái đoạn kinh sách người ta nói rằng là muốn cho cái con ngựa đó nó chạy giỏi, con lừa nó chạy giỏi, người ta treo trước cái đầu con lừa cách chừng 5 tấc một bó cỏ tươi. Rồi con lừa nó cứ nó vừa chạy mà nó vừa thấy cái bó cỏ tươi đó sọc 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 trước mặt nó đó, cho nên nó chạy hoài, chạy để hy vọng ăn được cái bó cỏ đó. Nhưng mà tất nhiên là nó chạy tới đâu là bó cỏ nó cũng trước nó 5 tấc vậy thôi. Vậy mà chạy thấy khỏe, hy vọng nó chạy cái gì bó cỏ mà, thì làm cho con lừa nó đỡ mệt. Còn cái con lừa mà cỡ con lừa tôi đây á, treo cỏ nó dường như nó không có thèm, nó không có nghĩ tới cỏ nữa, rồi nghĩ tới cái cánh đồng cỏ xa xa, nó cũng không còn hy vọng để nó tới cái cánh đồng cỏ xa xa kia nữa. Thế thì là nghĩ tới cánh đồng mà chạy cũng không có, và cái bó cỏ trước đầu chạy cũng, bó cỏ trước đầu này cũng không có cái ý mong cầu, thì con lừa này chạy hết nổi rồi mấy ông ơi. Tôi nói với các đệ tử, con lừa này lừa hết chạy rồi. Còn mấy ông là cái kiểu mà con lừa mà có cái bó cỏ là chạy hoài đi qua, cứ nhìn bó cỏ mà chạy. Là nói như vậy có nghĩa là cái tuổi trẻ người ta còn thấy tương lai, tương lai là như thế này thế kia, tự hoạch định ra dù được hay không được là chuyện sau này, nhưng mà hiện giờ ta có. Còn có như tôi giờ còn có tương lai gì nữa đâu. Bây giờ chỉ còn có muốn một con đường là rảnh rang tất cả tầng, nghĩa là cắt đứt tất cả mọi liên hệ của tầng duyên, chỉ muốn cái việc đó thôi. Mà bây giờ đây nè, nó giống như tôi nói nãy là nõn là đánh, đánh là mình lên núi rồi, toàn thân ở trong hư không rồi mà nó còn dính hai cái bàn chân ở trên cái đỉnh núi, dù là hai bàn chân tôi vẫn là không bay được. Cho nên cái dính của tôi là giờ là gì? Là cái Phật sự mà tôi đã lãnh trách nhiệm, là cái chuyện mà giáo dục tăng ni nó còn mười mấy tháng. Đó là hai cái bàn chân còn dính trên núi. Nói thật với đại chúng là thế. Do vậy cho nên là bây giờ nghĩa là ý chí là muốn bay trong hư không mà cứ dính trên hai bàn chân, chỉ còn hai bàn chân thôi, nghĩa là 98% là ở ngoài hư không hết rồi đấy, mà còn 2% nữa là hai cái bàn chân dính với núi vẫn là bị dính. Cho nên là cái tâm trạng nó không có, không có được là rảnh rang như ý muốn đâu. Thành ra cái phương pháp tu trên đường tu là có gặp hết à, đã ngại dữ lắm, chưa kể là bây giờ vì Phật tử này nói với tôi mà năn nỉ tôi, nó
đừng có nói gì hết, đừng có nghe cái gì hết. Người ta muốn hại sao người ta hại, người ta muốn tiêu diệt sao ta diệt, cứ nhẫn nhục y như Đức Phật hồi xưa. Tôi hỏi cái gì dữ vậy? Nói bây giờ người ta còn đem thơ người ta rải tiền đơn ở trong này nè, quỷ diệt cả cuộc đời tôi, danh dự địa vị tôi cho kỳ được đó. Thì tôi nói thôi được rồi, nhẫn nhục thì sẽ nhẫn thôi, nhưng mà nếu mà quỷ diệt cuộc đời tôi là coi chừng tuyên truyền ngược, là trong này có bảo vệ chính trị an ninh, người ta bắt những cái người mà phao du mà trả thù một cách vô cớ, người ta bắt chừng đó chịu chứ không phải là tôi đó nha. Ở trên sao vậy? Nếu mà vô đây mà hoành hành tôi là tự nhiên là có người bắt thôi. An ninh trật tự người ta bắt chứ không phải là tôi. Đem thơ mà rải trùm lum rồi rồi rải chừng đơn thì chừng đó người ta sẽ bắt đó. Trách nhiệm của những gì ở địa phương, của chính quyền phải làm việc đó. Chứ đâu có thể mà ai muốn làm gì làm trong xã hội này. Do vậy cho nên là chuyện đó thiết sử là bây giờ coi bằng mộc dục tịnh như phong bất định, tử dục dưỡng như thân bất tài. À, nó có câu đó: gió muốn lặng, cây muốn lặng mà gió không lặng. Cũng như những người con cái khi lớn tuổi rồi muốn nhớ lại công ơn sanh thành, giáo dục cha mẹ muốn đền đáp mà cha mẹ không còn nữa. Cây muốn lặng mà gió không dừng. Bây giờ quý vị tôi đã làm cái gì? Cuộc đời tôi là bao nhiêu lần được quý vị rồi cơ mà. Rồi tôi có tồn sinh tới lại bây giờ là cũng để làm cái chuyện vậy thôi, để nói cho bá tánh bổn đạo người tiếp thâu ý Phật, mọi người tự làm, chứ tôi chưa bao giờ đòi hỏi một cái quyền lợi gì trong công việc làm này. Vậy mà còn cố ý tuyên truyền quý việc để làm gì? Tôi yêu cầu chính quyền, nghĩa là cơ quan hữu trách, là để ý việc này, không để cho những người ác tâm mà phá hoại cái kiểu đó. Chứ còn tôi bây giờ là tôi không giảng nữa đâu có làm sao? Không có gì hết. Quý việc để làm gì? Vậy mà mai đem thơ đầu này, mai tuyên truyền đầu kia, yêu cầu người này truyền bá một cái ác tâm như thế sẽ gánh lấy hậu quả, mà quả báo tự mình làm ra đó nha. Còn tôi bây giờ biết cách cũng còn chưa sợ mà. Thật sự là nó vậy, nó đi tới cái chỗ mình đánh đó. 98% là ở hư không rồi, còn 2% là dính ra trên đỉnh núi thôi, không có nhầm gì hết á. Thành ra công dân của tôi là cái gì? Công dân của tôi là làm cái nghề để đi nói vậy. Nói như vậy đâu phải nói để mà gom tiền, để mà xin. Tất nhiên là Phật tử có cho, có cúng dường, có kiểu này kiểu khác, nhưng mà không phải là công dân và quyền lợi. Cho nên là dụng ác tâm như vậy là tự gánh lấy hậu quả, mà hại cho con cái, cho gia đình ghê gớm lắm mà không biết. Tôi khuyên hết lời đó chứ, mà không bỏ ác tâm đó thì làm cho con cái đau khổ ghê gớm, gia đình tan nát với cái ác tâm đó. Còn gì nữa quý vị, tôi đã làm gì? Quý vị, những người mà công danh quyền lợi ghê gớm như tôi, quý vị, tôi đã làm gì? Khuyên hết sức khuyên mà không nghe. Cho nên là dù chết mê lầm, nhưng mà tâm có thể tách rời khỏi hình hài như chim ra khỏi lòng, từ đó tiến lên trải qua nhiều hạnh vị và được ý sinh thân. Ý sinh thân có nghĩa là được tùy ý đi ở, không còn bị ngăn ngại. Đó là hiện tượng thuộc về phạm vi của tưởng ấm. Đến lúc hết động niệm, vọng tưởng được tiêu, cái tâm giác minh như phủi hết bụi nhơ, dùng trí sáng có thể soi rọi biết được đoạn đường sanh tử của mình trong nhiều giai đoạn. Đó là hiện tượng của hành giả hết rồi tưởng ấm. Như thế thì là qua một giai đoạn đó,
là được ý sanh thân. Và cái này đây là theo trong kinh ta gọi là túc mệnh thông, biết được đoạn đường sanh tử của mình trong nhiều giai đoạn. Hồi xưa Đức Phật khi mà tâm hồn mà thanh tịnh rồi, thiền định với cội bồ đề, là có cái giai đoạn mà biết được những việc quá khứ của mình trong nhiều giai đoạn. Cái đó gọi là túc mệnh thông, biết việc cũ của đời mình. Này A Nan, thiền giả được vượt qua thọ ấm rồi, định tâm tăng trưởng sáng suốt và rộng rang. Và trong khi tiếp tục tu tập tâm ma đề, bỗng nhiên tâm ham muốn cầu được công dụng thiện xảo thiêng liêng. Những cái đoạn này đại chúng mình nếu để ý là lấy cái viết đỏ mà gặp những cái này. Đấy. Tu đến đó là bỗng nhiên cái tâm ham muốn cầu được công dụng thiện xảo thiêng liêng, ham muốn công dụng, cầu được thiện xảo tức là muốn linh thiêng, như là có bùa có phép, như là mình phán mình truyền mình nói cái gì linh thiêng, như nói tương ứng vân vân. Thừa dịp vọng tâm sơ hở này, thiên ma mượn xác của một người khác gá vào và tự khoe mình chứng đắc niết bàn Phật, đến trước thiền giả thay cho Phật thuyết pháp. Do quy lực của thiên ma, người này hiện ra lúc trẻ lúc già, lúc làm tỳ khưu, lúc làm đế thích, lúc là hiện phụ nữ, lúc thì ở trong nhà tối, hiện ánh hào quang. Thiền giả ngu mê khi mà tâm tưởng ngu mê kia lầm tưởng là Bồ Tát, nghe lời dạy bảo kính cẩn tin theo, chánh tâm lay chuyển phá quỷ luật nghi, làm chuyện dâm dục. Người thiên ma ưa nói chuyện quyến hoặc lừa để bịp đời, như là nói cuộc biến đổi đao binh sắp xảy ra, hồng thủy sẽ đến quả tai thiêu cả nhân gian, vân vân. Đây là cái chuyện ở trên cõi đời này nó có đầy nhảy, ở nước ta cũng có, nước ngoài cũng có rất là nhiều. Hiện ra cái thân thì nói tương ứng, nói các cái sự quá khứ, sự hiện tại, sự vị lai. Cái chuyện có hay không có là không, chưa ai biết được. Và sự thật như ở Nam Triều Tiên cách đây mấy tháng nửa năm gì đó mà hai lần rồi á, có một cái tôn giáo họ đoán là cái ngày đó là ngày tận thế, họ tuyên truyền trong bá tánh bổn đạo họ ngày đó coi như khỏi làm ăn gì đó, coi như chờ ngày chết rồi để mà sanh về cõi thiên liêng nào khác thôi. Thế là bao nhiêu ngàn người trong bổn đạo ngày đó không làm hết, giống như là đình công bãi thị vậy, thì chờ tới ngày giờ đó không có gì hết. Cuối cùng cái giáo phái nó tự xin lỗi và tự giải thể cái giáo phái đó một lần, rồi sau đó lần thứ hai cũng còn nói lần nữa, cái giáo phái nào đó hiện lên cũng nói lần nữa, rồi cuối cùng cũng có, chẳng có thiên tai, chẳng có hồng thủy, chẳng có trời sập gì hết. Vậy mà trong cái lúc mà các cái thiên ma nó dựa vào nó nói như thế là cũng nhiều người nghe lắm. Chuyện này đã trên thế giới có đều đều hết. Do vậy cho nên là cái người đệ tử học Phật thì để ý cái này, phải vững tâm, đừng có sợ. Mà muốn đừng sợ thì phải làm thế nào? Là tất cả những cái việc đó đều không nghe, mà dựa vào đâu mà mình có ý chí cương quyết để không nghe? Là dựa vào cái, theo kinh Lăng Nghiêm thì nói rằng là cái thể tánh tịnh minh và cái chân tâm thường trú của chính mình. Cái ngày mà mình thành Phật là mình trở về với thường trú chân tâm, với thể tánh tịnh minh của mình, chứ không phải là do ai khác. Do vậy cho nên cái chuyện mà bên ngoài có cái hiện tượng gì đó, ma quỷ có nói trúng kiểu nào đó, đều không cần nghe nữa.
Mà nên biết rằng là cái chuyện mà nếu mà mình làm những điều lành thì đó gọi là tùy thuận với pháp tánh. Mà mình sống đúng, sống hợp với cái thể tánh thanh tịnh của mình thì mình có sự an lành, có sự giải thoát, chứ không phải do bên ngoài. Cho nên bên ngoài ai có nói ông gì, bà gì, thần nào, thánh nào xuất hiện ở đâu, người Phật tử không bao giờ nghe. Dù có thì mình cũng không nghe. Huống chi là có mà có một cách biệt bận, không có gì đáng tin cậy cả, thì càng không có để ý. Cho nên là cái không nghe là phải xác định cái chỗ đó. Nếu mà học kinh Như Lai Viên Giác thì phải tin rằng Như Lai Viên Giác diệu tánh của mình, bồi dưỡng cái trí tuệ sáng suốt, sống đúng, sống hợp với cái Như Lai Viên Giác diệu tánh của mình, thì là trên con đường Bồ Đề Niết Bàn mình tiến lên như mình đi lên cái nấc thang mà để lên núi vậy, từng bậc thang để lên đỉnh núi vậy, chứ không ai làm cho mình được hết. Vì vậy cho nên là có quỷ thần ở đâu, có là linh thiêng cỡ nào, cái người đệ tử chân chánh không bao giờ quan tâm. Xác định được như vậy thì mới tránh khỏi những sự mê tín này, chứ còn không là gặp là ma quỷ nó nói trong nhà bà có cái đôi đũa đó, hiện giờ nó có đôi đũa nó đang ngược đầu đó, nằm ở trong cái ống đũa đó, cái chạy về lật ra thấy cái ống đũa có chiếc ngược đầu giống như vậy, trời ơi, lợi lại lục như mèo nhào để mà tin. Tin có đó để làm gì? Con ma nào nói như vậy chẳng làm được gì cho mình hết đâu. Rồi nó chỉ trong nhà mà trong cái chỗ đó nó còn có cái gì chỉ trúng cái là tin. Không có người đệ tử Phật mà thật sự học đạo không bao giờ tin cái đó. Bây giờ tôi nói thí dụ cỡ như tôi vậy, là nó chỉ trúng trong nhà tôi cái gì không bao giờ tôi tin, là vì anh có thể chỉ trúng thiệt mà. Tôi biết rằng ma quỷ có những cái loài ma quỷ, luyện ma quỷ có thể nó làm được chuyện đó. Nhưng mà còn cái chuyện mà cái đạo mà vô thượng bồ đề, đạo giải thoát là anh không làm gì cho tôi được cả. Do đó cho nên nếu anh ma quỷ anh nói được chuyện đó tôi cũng không tin. Gần đây có cái chuyện mình đăng ở ngoài Quảng Nam Đà Nẵng gì đó, có một ông đó mà lên nhập vô cái kỳ kịch chỉ mồ mả của các chiến sĩ đó, báo chí có đăng đó. Thì tôi nghe việc đó tôi cũng cho giả sử có thật, cũng là cái điều có thật, nhưng mà không vì đi chỉ mồ mả trúng như vậy mà tôi tin cái người này để làm thầy tôi trên con đường học đạo. Không, anh có thể nói được việc đó, ma quỷ anh có thể làm được việc đó nếu có. Mà còn cái chuyện mà con đường bồ đề nước bàn giải thoát giác ngộ của tôi, anh không làm được gì. Cho nên cái chuyện của anh là chuyện của anh. Kể cả chỉ tôi nói rằng là 3 ngày nữa anh chết thì tôi cũng nghe. Anh cứ nói. Còn cái chuyện 3 ngày chết là nếu mà chết thật thì cũng đâu có sao. Còn cái chuyện mà 3 ngày không chết thì cái chuyện đó là ai cũng biết rồi, đồ nhảm nhí nó vậy bà. Vậy thôi. Còn nếu như 3 ngày nữa tôi chết thật thì chuyện gì tôi phải quỳ mẫm với ông đó để làm gì à? Đạo Phật của tôi chẳng những nói 3 ngày mà nói rằng cái mạng sống của mọi người trong hơi thở ra và hơi thở vào. Cho nên mạng sống của con người trong bữa ăn, Phật cũng gọi là người chưa hiểu đạo. Còn anh nói tôi 3 ngày chết, nếu thật sự 3 ngày chết thì đâu có sao. Cũng vậy thôi, không vì vậy mà tôi phải sợ. Cũng như bác sĩ người ta coi mạch, người ta đoán là cái bệnh này không hơn là 10 ngày thôi về thì thân nhân cho ăn gì ăn. Như vậy thì đó là cái chuyện cũng bình thường thôi. Còn trên đường giải thoát giác ngộ không phải gì vậy, mà cái người đó làm được cái mình cho mình cái gì. Thành ra là nói như vậy là đó là giống ma, cái bằng quái quỷ tuổi già thành ma, nó quấy rối người tu hành. Khi ma chán rồi bỏ không gá nữa thì thầy và trò đều xa vào pháp luật của quốc gia và kiếp siêu lạc ở trong luân hồi. Tức là mình mất đi cái chánh tín rồi. Lại có người đang tu tập tam ma đề bỗng dưng sanh ra cái tâm thích đi chơi thích đi chơi là thích đi du lịch chẳng hạn. Hồi nào giờ thì
không thích cái đó, bây giờ bỗng dưng sanh ra thích. Thả cho tư tưởng bay đi cảnh này xứ nọ, thừa dịp vọng tâm sơ hở. Đây là thích đi chơi, là thích đi chơi bằng hồn, gọi là xuất hồn ha. Mà thích đi chơi thực sự ở trên thế gian này cũng là một hình thức. Thích đó là sai lầm rồi. Thừa dịp vọng tâm sơ hở của thiền giả, thiên ma gá vào thân một người khác và tự khoe mình đã được vô thượng niết bàn. Thiên ma nó gá vào người khác nha, đến trước thiền giả thích đi chơi kia trải tòa thuyết pháp. Do uy lực của thiên ma làm cho thiền giả và nhiều người nghe pháp tự thấy mình được ngồi trên hoa sen báo, thân thể biến thành sắc vàng sáng chói. Cái quy lực của ma ghê gớm vậy đó, nó làm cho tất cả mọi người đến nghe đó thành ra thân thể sắc vàng sáng chói, thấy ngồi trên hoa sen cơ. Cả tính chúng cảm phục và được sự an vui chưa từng có. Thiền giả si mê kia tưởng lầm đó là Bồ Tát, cung kính nghe tin theo lời dạy bảo, làm việc dâm dật quỷ bán chánh pháp. Ma ưa nói Phật này giáng thế chỗ kia, Phật kia độ người chỗ nọ. Người này là Bồ Tát quá thân, người kia là Thánh Mẫu xuống trần độ thế. Những người tu hành vô trí tin theo, đó là cái loài bạc quỷ tủ già thành ma, nó quấy rối người tu hành. Khi ma chán rồi không cá nữa thì thầy trò đều xa vào pháp luật của quốc gia, tất nhiên là sau đó sẽ luân hồi vĩnh kiếp. Ghê gớm vậy đó. Cho nên là để ý, đó loài bạc quỷ đó, nó gá vào nó làm cho người ta ghê gớm như thế. Nó làm cho người ta coi như thành công, ghê ngồi trên tòa sen, thấy mình thân vàng chói, nghe vậy tưởng tượng theo thông kinh đó mà mừng quá là chịu theo họ, theo ma đó chứ gì. Nhưng mà để ý là nắm vững Như Lai viên giác diệu tâm của mình, chỉ có mình mới làm cho mình trở về với Như Lai viên giác diệu tâm đó mà thôi. Nắm vững cái chân tâm thường trú thể tánh tịnh mình, nắm vững cái Như Lai tàng bản thể vốn thanh tịnh của mình, và chỉ có mình mới tạo điều kiện cho mình trở về với cái bản thể thanh tịnh đó. Nắm vững cái tri kiến Phật của mình, và chỉ có mình mới làm cho mình trở về sống với cái tri kiến Phật của mình. Còn ngoài ra là yêu cầu cầu cứu những cái thiên ma bên ngoài, những cái hình dáng bên ngoài, thầy bạn ở bên ngoài đều có thể bị sa vào. Cho nên tôi nói cái này, tôi lưu ý đại chúng để ý cái chỗ đó hết sức cẩn thận đó. Trong cuộc đời tôi thì cho tới bây giờ đó, tôi nghe biết bao nhiêu những chuyện linh thiêng như vậy, nhưng mà thật sự là khi mà tôi nắm vững cái phương pháp của đạo Phật rồi, chưa bao giờ tôi lay động, chưa bao giờ tôi lay động tới những cái thứ linh thiêng ở bên ngoài. Đọc báo có, nghe tin đồn miệng có, và người ta quả quyết như thế này thế kia có, đều không tin hết. Bởi vì tự biết rằng là con đường Bồ Đề Niết Bàn chỉ có mình xây dựng, mình cải tạo và mình xây dựng mà thôi, không ai làm cho mình được hết mà. Tin như vậy mới gọi là tin nhân quả. Mà tin nhân quả cho quyết chí như vậy, quyết định như vậy thì mới là đệ tử Phật được. Chứ còn nay tin thế này, mai tin thế khác, thay đổi lập trường hoài là không phải đệ tử Phật đâu. Rồi lại nữa, có thứ thiền giả trong khi tỉnh tọa trong tam ma bát đề, để cho tâm được định tĩnh rỗng rang, bỗng nhiên tâm sanh ra ước vọng muốn cho tâm mình khế hợp chân lý, tức thì có được sự ứng hiện hiển linh. Thừa cơ hội trong khi thiền định, bỗng nhiên là muốn cho cái tâm mình là khế hợp chân lý. Mà tâm mình khế hợp chân lý mà muốn là muốn làm sao? Mình muốn khơi khơi vậy đâu có được. Bởi vì tôi nói ví dụ như bây giờ là tôi nêu vấn đề chân lý nè. Sanh già bệnh chết,
Đó là lẽ thật, là chân lý của cuộc đời. Bây giờ mình có tin quyết định như vậy chưa? Hễ có sanh thì có già, già thì có bệnh, bệnh thì có chết. Mình có sợ chết không? Nếu như mình mà sợ chết thật sự, sợ chết quá, thì cái đó là coi như là chân lý, cái chân lý căn bản sơ đẳng nhất mà mình còn chưa nắm được, thì là mình còn đòi kết hợp chân lý cái chỗ nào nữa. Do vậy cho nên tôi muốn nhắc với đại chúng từ lâu rồi, nhiều lần lắm rồi đó nha, sống thì mình không phải là chán đời chi. Nếu mà mình chán đời mà mình muốn chết, coi chừng người đó không phải là người ham đạo đức, niết bàn bồ đề gì cả, mà chẳng qua là tại vì là bất đắc chí mà sanh ra chán đời. Thế thì là cái đó cũng không phải là đạo đức đâu. Do vậy cho nên những cái lúc chán đời cũng khắc phục tâm mình không được chán đời. Đời không có gì đáng chán. Mình chán đời đó là bệnh hoạn đó nha. Tâm hồn bệnh hoạn đó, bị một cái khuẩn bách hoàn gọi là stress. Tôi đọc cái giai kịch của nó là nó là cái stress của thời đại, tức là cái cú sốc nào đó. Rồi mình sanh ra như vậy, chứ không phải là mình bắt mọi người cũng chán đời, đâu có hại. Còn cái chuyện mà không chán đời rồi mà ham đời cũng là sai. Cái người mà ham đời quá thì tu đạo Phật không có được. Đó, do vậy cho nên là cứ sống bình thản, làm ăn ở lấy cái tiêu chuẩn thiện và bất thiện. Bất thiện thì tránh, thiện thì làm. Mà nói cho đúng là không cần làm thiện tích cực lắm đâu. Mình sống mà mình giữ gìn cái bằng chư ác mạt tác là đã ngon lành. Tôi có thể nói với đại chúng là cái thiện mà ta gọi là tiêu cực, chư ác mạt tác là cũng đã là đưa các vị đi tới cái chỗ giải thoát tự tại. Các điều ác hai mình, hai người, hai tất cả không làm có đó được, còn khoan làm cái việc mà bây giờ kêu bằng cái thiện tích cực. Thiện tích cực làm thì tốt thôi, đi lên cái hạnh Bồ Tát, lợi cho tất cả mọi người với cái khả năng của mình dễ dàng có thì điều đó tốt thôi, Bồ Tát hạnh mà. Nhưng mà nếu chưa được cái đó thì là cái chư ác mạt tác, các điều ác đừng làm, là các vị tự thấy tâm hồn an lành rồi. Còn móng cái niệm ác thì các vị tự kiểm tra mà coi, móng cái niệm ác mà hại người là tự nó thiêu đốt mình trước đấy chứ, đốt ghê gớm, tàn phá ghê gớm. Vậy mà tại mình vô minh che lấp mình không hay á. Kinh nghiệm bản thân của mọi người là tự biết hết việc đó. Khi nào mình nghĩ cái gì mà với người khác là mình bị thiêu đốt ghê gớm, chi bằng mình nghĩ cái điều bình thường, không thương không ghét hoặc là không hại người ta thì các vị tự thấy nó an. Cái đó là cái hết sức tốt. Cho nên là đừng có ham cái tâm mà cầu mong khế hợp với chân lý. Đừng có cầu, tự học lấy những gì gọi là chân lý, rồi sống đúng vậy thì gọi là tùy thuận thôi, chứ không có cầu mong. Cầu mong là không được. Cũng như cái việc tu hành đây nè, cái chữ tu hành là tôi có nói đại chúng, chữ tu hành là không nên nói. Cái chữ đó nó làm cho con người, nếu mà nói theo kinh Như Giác là mang cái chứng bệnh gọi là bệnh tác. Bệnh tác tức là cố ý làm như thế này, cố ý làm thế kia, cố ý làm như thế nọ để mà lấy công, mà lấy điểm với Phật với trời, là mang bệnh tác là không có được đâu. Mà cái người tu hành ta gọi là tùy thuận Như Lai Viên Giác diệu tánh của mình. Bởi vì cái tánh của mình là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, tự nó trong sáng, tự nó an lành, tự nó không có vô minh phiền não. Mình tùy thuận với cái tâm tánh đó là tự mình có niết bàn. Chứ còn mà cố ý mà làm là nó mang cái chứng bệnh tác rồi. Cho nên ở đây cũng vậy,
bỗng nhiên tâm sinh ước vọng muốn cho cái tâm mình khế hợp chân lý, phải tùy thuận chân lý thôi, chứ muốn cho tâm mình khế hợp đâu có được. Vì mà khi có được rồi đó thì sự ứng hiện thừa cơ hội mà sai trái của thiền giả, khởi tâm như vậy là sai trái đó nha. Thiên ma cho cái tinh thần gá vào một người khác và tự xưng rằng mình đã được vô thượng niết bàn, đến chỗ của thiền giả hâm mộ khế hợp chân lý kia, trải tòa thuyết pháp, thân hình của tất cả mọi người không có gì thay đổi, nhưng trước khi nghe pháp mọi người tự thấy được túc mệnh thông, hoặc tha tâm thông, hoặc biết và những chuyện tốt xấu tai ương hay là phúc đức của thế gian. Ghê chưa, thế lực của ma đã làm cho mọi người nghe thôi đó, đến dự mà biết chuyện túc mạng, chuyện quá khứ, chuyện vị lai đó. Hoặc làm cho mọi người thấy cảnh chư thiên, cảnh địa ngục, hoặc cho mọi người vốn không học hành lại biết tụng kinh, nói đạo lý, khiến cho ai ai cũng vui vẻ kính phục nghe theo lời thuyết pháp xảo ngụy của thiên ma. Thiền giả trong lúc si mê lầm tưởng đó là Bồ Tát, cung kính tôn trọng và thay đổi lập trường, bỏ mất chánh thọ, học làm theo những cái điều tham dục mà miệng thì ưa nói chuyện Phật, rằng Phật ở cõi kia, Phật kia giảng giáng trần xuống xứ nọ, Phật nam, Phật nữ, Phật thiệt, Phật giả, chủ đích để biệt người tu hành. Đến khi ma chán rồi không gá nữa thì lúc đó thầy và trò đều xa vào lưới pháp luật của nhân gian, và người tu hành biết không làm, biết thì không ham mê thì chẳng có lỗi gì, và hiện tượng này dần dần tự nó tiêu diệt. Bằng không biết thì bị rơi vào tà kiến, lạc vào đường địa ngục luân hồi. Cho nên là nó xảy ra vậy đó. Mấy cái này học có lợi ích lắm đó. Đại chúng để ý nghe cái này, học những cái này có lợi ích lắm trên con đường mà tu hành của mình đó. Cái ma lực ghê lắm, nó làm hấp dẫn cho con người ghê lắm. Nó làm cho người không học hành mà biết tụng kinh. Cái chuyện này là cái chuyện mà hồi tôi nhỏ tôi đã có gặp một lần. Cái bà không hề biết chữ gì hết, và tự nhiên là cái này bà chỉ từng người, bà nói căn cơ trình độ là tai ương là tốt xấu, bà nói người ta khiếp đảm. Mà ăn bông không á, ăn bông trang, ăn bông điệp này kia, ta đem tới ta chưng cúng tinh đó, mà đem tới là ăn bông, ăn mấy ngày dài ba tuần lễ, ăn bông không, uống nước ăn bông không, mà cúng đàng hoàng cái bài cúng cơm tôi mới là khiếp đảm cái chỗ đó. Cung dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giáo na bận viên mãn bao thân lô sa na và tiền bất ước qua thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái bài cúng đó là cái bài ở trong chùa người tu hành ta mới biết. Vậy mà cái bà không hề biết chữ mà cúng được, tôi nghe tôi khiếp đó chứ. Mà nói nhiều người, có người nào cái tánh xấu, tật xấu rồi cũng nói đại, tự xưng là Phật cô mà ai dám nói gì. Nói đại có người vậy thẹn thùng khổ sở muốn chết, còn có người được khen ngợi. Như tôi hồi nhỏ là vợ cái bà đó, hai lần ở Đại Vinh mà con ma đó, ma tôi nói mà làm cho nó quậy á. Ông trò kêu tôi tới rồi, không biết nó kêu mình bằng gì đây, có điểm mặt mình gì không. May là nó lại dài, nó gọi mình là nước bổn tịch. Rồi nó an ủi thở cái phào. Chứ không mà chỉ nói ông này ta đâu có nhán nhiếc gì ông lại đây. Ông cũng như mấy ông này chẳng gì hơn kém. Ở chừng đó là mệt dữ rồi đó. Bao nhiêu trong chúng của người ta mà chỉ mấy ông này nhổ cỏ, nhổ cỏ ngoài mà không nhổ cỏ trong lòng. Rồi nó nói vậy đó, ma mà nói vậy. Cạo tóc mà không cạo cái tâm, sỉ nhục vậy đó.
Cho nên toàn trong chúng mấy chục người đem tụng kinh trên đầu cho nó giật giả mệt nhọc dây gốm để ta sẽ trả thù, mà nó cũng không nghe. Thành ra là cái trường hợp mà linh thiêng như vậy tôi đã thấy rõ, mà nó đúng ra tôi cũng không hề sợ. Biết như vậy là biết mà không có tin, chẳng lại lục, chẳng xin xỏ gì. Mà rõ ràng bài kinh đó là bài kinh tôi đã thuộc rồi. Thành ra là tôi nghe Phật cô tụng là tôi biết rõ. Nhưng mà đặc biệt là hồi nhỏ vậy mà vẫn không tin, vẫn không sợ, và biết rằng là sẽ không bao lâu là không còn linh nữa. Thật sự sau 3 tháng không còn, ở chừng 3 tháng không còn linh nữa. Và sau đó tất nhiên là không có ăn bông vậy nữa được lâu dài. Ăn đâu chừng 3 tuần, 2 tuần gì đó lại này. Sau đó cái nó lần lần nó hết linh. Lại có thiền giả trong khi là tập trung tư tưởng trong sáng chuyên chú trong ta tam ma đề, bỗng dưng tâm sanh đam mê hiểu biết tận cùng về căn nguyên của mọi sự vật hiện tượng. Đây, khởi cái tâm đam mê hiểu biết, dù là đam mê hiểu biết tận cùng về mọi sự vật hiện tượng thôi. Đại chúng để ý là đừng có móng tâm. Móng tâm là không tốt. Bất cứ là móng tâm cầu cái gì, kể cả móng tâm cầu Bồ Đề Niết Bàn Vô Thượng cũng không nên móng tâm. Mà nên nhớ rằng là trên đường tu hành gọi là tùy thuận với cái Phật tánh của mình, Như Lai Viên Giác Diệu Tâm của mình, tùy thuận với pháp tánh của sự vật hiện tượng. Chứ dùng cái móng tâm là sai rồi. Thiên Ma nhờ dịp đó cho tinh thần gá vào một người khác, tự nhiên nói được kinh pháp và tự xưng rằng mình đã được vô thượng niết bàn Phật. Rồi Thiên Ma này đến chỗ thiền giả tham cầu hiểu biết ấy tại tòa thuyết pháp. Do quy lực của Thiên Ma khiến cho mọi người ai nghe cũng đều kính phục. Mọi người đồng ý theo lời dạy của Ma rằng Bồ Đề Niết Bàn Pháp Thân Phật chỉ là cái thân xác hiện tiền, không có cái gì khác. Cha sinh con sinh cháu, rồi cha con sinh nhau, con sinh nhau, đời này sang đời khác không mất, đó là pháp thân thường trụ, chớ không có Phật, không có cõi Phật, cõi Bồ Tát, cõi trời nào khác. Những người tu hành si mê đam mê thân, đem thân mạng quy y nghe theo những cái điều đó, thay đổi lập trường, quỷ bỏ chánh pháp, tu theo tà kiến, rồi loạn mất cái chánh thọ, làm việc tham dục. Ma ưa thuyết giáo mắt tai mũi lưỡi là tịnh độ, hai căn nam nữ là chỗ làm cho con người được Bồ Đề Niết Bàn. Bọn ngu si vô trí đều tín ngưỡng lời dạy ô uế đó, thực chất nó là cổ độc quỷ và thắng ác quỷ. Tuổi già nó thành ma, nó thấy người rồi người tu hành. Khi ma mà nó chán rồi, nó bỏ không giá nữa, thì thầy trò đều xa vào luật pháp và phải chịu khổ luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác vì bỏ mất chánh thọ. Đây, nó tuyên truyền như thế. Thật sự ra con người Bồ Đề Niết Bàn, để chúng mình để ý, Bồ Đề Niết Bàn không rời cõi này, pháp giới là nhất chân không rời cõi này. Tuy nhiên không rời cõi này, nhưng mà không phải là cái lối sống mà buông trôi theo cái lục căn và lục trần
buông trôi và phóng túng theo lục căn và lục trần. Mà ma này ngụy biện đây, nghe nếu mà nghe qua cái câu này mà đại chúng không để ý là nghe giống như là đúng chân lý, đúng chân lý cứu cánh. Bởi vì ba đời mười phương chư Phật nói là tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tùy kỳ tâm. Thế thì là cái cõi Phật ở đây cũng có thể là cõi Phật được. Mà ma nó nói rằng là cái cõi Bồ Đề Niết Bàn không cần ở đâu khác, nghe giống giống rồi chứ gì. Nhưng mà Bồ Đề Niết Bàn không ở đâu khác, pháp giới là bất nhị, là nhất chân, là đó là tùy kỳ tâm tịnh mới có Phật độ tịnh. Cái tâm phải tịnh rồi mới có cõi Phật thanh tịnh được. Còn ở đây nói rằng là cha sinh con mà con sinh cháu, rồi cứ như thế mà sống như vậy là Bồ Đề Niết Bàn ở đây. Còn cái chuyện mà hành lạc giữa nam và nữ đó là nguyên do của Bồ Đề Niết Bàn. Đó là một cái lối ngụy thuyết của thiên ma rồi. Nó là nguyên nhân của luân hồi, của sinh tử, của khổ đau. Nó gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho mọi người. Cho nên là thời gian trước đây á, tôi nghe rằng cái lối phong tục sống của Âu Châu, của Mỹ Châu, thể trong cái gia đình họ mà nếu mà giữa cặp vợ chồng mà không bằng lòng nhau là họ đem ra tòa, họ ly dị, tòa cho ly dị dễ dàng. Rồi có những lúc tôi nói à, cái phong tục nó cũng hay, nếu mà thấy không bằng lòng thì ly dị dễ dàng cũng hay. Có lẽ là người ở xứ đó có cái thoải mái hơn là cái sự ràng buộc bất đắc dĩ như là phong tục quá đông ứ. Có những lúc mình nghĩ như vậy. Nhưng mà sau khi mà đi sâu vào phải vận dụng cái đề tài đó mà thiền định cơ. Thế thì khi mà thiền định thấy cực kỹ rồi đó, mặc dù là cái tập quán mà cho con người ly dị nó nhanh nó gọn, chứ sự đau khổ đó cũng y như của người Á Châu không hề khác. Bởi vì trước khi mà cái cặp đó, nam nữ đó mà nó trở thành ly dị đó, nó có những cái ràng buộc của họ ghê gớm lắm, bất mãn giữa hai bên. Không bao giờ mà hoàn toàn như ý muốn dễ dàng mà nghĩa là ký cái rẹt rồi thôi đâu. Cho nên là một sự đau khổ vô cùng cực độ mới đi tới cái chỗ tan rã đó. Vì vậy cho nên là Âu Châu hay là Á Châu cũng là một cái thứ đau khổ giống nhau, chứ không có thứ ích gì cả. Do vậy cho nên cái vấn đề giữa nam và nữ mà nói nó là nguyên nhân của Niết Bàn là đâu có được. Nói vậy là sai. Không bao giờ giữa nam căn, nữ căn, nam nữ nói là nguyên nhân đem lại hạnh phúc an lạc. Không có. Dứt khoát là không có. Nhắm qua là cái động tác, nghĩa là nó theo đạo Phật á, thì nó là nó phát hiện từ cái chỗ, từ cái chỗ mà bị vô minh nó phủ trùm ở lên đó rồi. Thành ra thấy nó cũng có cái vui. Nhưng mà cái vui, cái thích đó là cái vui thích cái giai đoạn ngắn ngủi mà để mà gây ra cái chịu khổ rất là dài. Nhưng mà cái người đời không hiểu đạo lý sâu xa thì người ta phải chịu như vậy. Rồi nó thành ra cái của tất cả nhân loại đều như vậy, là phải chịu vậy thôi. Chứ nó là nguyên nhân của khổ đau đó chứ. Do vậy mà những người mà muốn vượt ra khổ đau đó thì có những bậc hiền thánh. Mà hiền thánh thì coi như đếm lên đầu ngón tay thôi so với nhân loại giữa này. Cho nên là để ý chứ không cái đoạn này. Giống như mà nói trúng, Bồ Đề Niết Bàn không cần ở đâu xa hết, ở trên cõi đời này. Đạo Phật cũng nói Bồ Đề Niết Bàn không cần đi đâu xa, ở trên cõi đời này. À, nhưng mà ta phải gột rửa thân tâm thanh tịnh đàng hoàng, xa lìa tất cả những cái nguyên nhân của dục vọng mới có Bồ Đề Niết Bàn được. Chứ còn thả trôi theo cái lục căn lục trần nó phóng túng như thế mà gọi là Bồ Đề Niết Bàn, cha sinh con sinh cháu vân vân cứ thế mà hưởng thụ gọi là Bồ Đề Niết Bàn. Khổ trong đó tràn ngập ở trong đó cái Niết Bàn ở đâu? Chứ chỗ này là không khéo lầm ấy nha. Ở đây lại nói đây nè, cái đoạn này nè, không khéo lầm nè. Pháp thân thường trú ở tại đây chứ không đâu khác.
cõi Phật, không có cõi Phật Bồ Tát cõi trời nào khác, không có ở cõi nào khác. Đó là cái đạo lý của nhà Phật, ta gọi là pháp giới bất nhị là nhất chân. Nhưng mà thật sự không phải là ở trên cái cõi của mọi người, mà đang ở trên 5 tỷ rưỡi người đây, không phải. Tuy là không khác bên ngoài, nhưng mà nó khác ở bên trong. Cái người mà có tu tập thiện thì người đó mới có hưởng được cõi trời, dù ở trên mặt đất này, nhưng mà khác chứ. Nếu không có tập thiện không bao giờ có cõi trời. Sống với cái tâm ác độc tham sân si cực độ thì cũng cõi này, nhưng mà là địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, chứ làm sao có trời nữa, làm sao không có khác được. Còn cái người tu tập thiện ta có cõi trời khác, ở đây mà vẫn có cõi khác. Cái người mà thực hành lục độ vạn hạnh là cái cõi của Bồ Tát, mặc dù là bất nhị là nhất chân, nhưng mà ta ở trên cái mặt đất này ta vẫn có cõi của Bồ Tát đấy chứ, cái cõi hoàn toàn thanh tịnh đấy chứ, chứ đâu phải là cái cõi mà thả trôi theo lục căn lục trần lục thức tác động hoành hành để rồi chịu sinh tử ưu vi khổ não như người thường mà gọi là niết bàn bồ đề là vậy sao? Cho nên chỗ này là không khéo lầm chết ngụy biện. Phật Thích Ca đành rằng là không cõi nào khác, ở trên mặt đất này vẫn thành vô thượng bồ đề được. Nhưng mà cái tâm của Phật thập lực tứ vô sở quý thập bát bấn cầu pháp của Phật có, mà tất cả hàng Bồ Tát Thanh Văn Dương Giác Phạm Phu không có. Do vậy cho nên mới có cõi Phật ở trên mặt đất này, chứ đâu phải như mọi người bình thường mà có cõi Phật được. Nói theo Như Lai nè, là thuộc về cái bệnh nhậm ở trong bốn cái bệnh của kinh Như Lai Viên Giác. Bệnh nhậm tức là cho rằng mọi người đã là có Như Lai Viên Giác dự tâm thanh tịnh rồi thì cứ buông xuôi nó như vậy mà thừa hưởng cái đó chứ gì. Không phải, buông xuôi không có thừa hưởng được cái Như Lai Viên Giác dự tâm. Đành rằng nguyên chất nó là vàng, nhưng mà vàng không nấu lọc thì cái vàng không có hiển lộ ra được, không ai mua cái vàng đó. Mà muốn cho nó hiển lộ vàng là cần phải nấu lọc quặng vàng. Và khi mà vàng nấu lọc rồi mà nếu rớt cái đường mương giống cống, rớt cái thùng keo sơn, người ta cũng không biết được cái vàng đó là vàng để người ta mua nữa, mà phải đem nó ra, phải ngâm xăng, ngâm dầu, phải kỳ, phải cọ, nó mới hiển lộ chất vàng. Cho nên mặc dù tất cả mọi người ai cũng có Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, ai cũng có tri kiến Phật, ai cũng có tự tánh bồ đề, tự tánh niết bàn thanh tịnh, nhưng mà phải có cái điều kiện để cho nó, đó là chánh nhân, mà còn để nó hiển lộ ra là phải có cái duyên nhân, chứ không phải chỉ không mà thả trôi mà được. Nó mang cho mình nhầm là một cái sai lầm ở trong bốn chứng bệnh. Nên là chỗ này đọc nghe phát sợ, nghe giống như cái giáo lý Liễu Nghĩa Thượng Thừa. Chỗ này đáng sợ lắm đó. Vì nào mà nghiên cứu đạo Phật là để ý cái chỗ đó. Lại có thiền giả cái tâm được rỗng rang, trong lúc tu tâm bát đề bỗng dưng cái tâm ham thích nổi lên, muốn biết cái việc quá khứ vị lai, nghiền ngẫm mọi hiện tượng, mong được thâm cảm linh ứng để thỏa mãn yêu cầu. Đó, muốn biết cái việc quá khứ hiện tại vị lai đó nha, đều là không nên đó. Thiên ma thừa việc đó cho cái tinh thần gá vào một người khác nói được kinh pháp dịch tự, cho là mình đã được niết bàn vô thượng, mà đến trước thiền giả tham cầu linh ứng kia trải tòa thuyết pháp, khiến cho thính chúng tự cảm thấy thân mình như được trăm ngàn tuổi, tham ái tâm nổi dậy, sinh lòng trọng kính ma và không thể rời bỏ được, đem thân làm nô bộc cúng dường tứ sự, không biết mệt mỏi,
mọi người bằng lòng tôn trọng, đó là bậc tiên sư sinh lòng ái pháp, dính như keo sơn và được cái chưa từng có. Cái đoạn này đại chúng để ý đó, 20 năm tôi nói tại đây, chưa bao giờ tôi khuyên các vị đem thân mà làm nô lệ để dính keo sơn bất cứ là ai. Không phải vậy. Cái chuyện mà đạo bạn thì nuôi tri thức mà ở gần nhau, sống chung tập thể hay là ở gần nhau giúp đỡ nhau qua lại, chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng mà đừng bao giờ tuyệt đối tin cái vị nào mà tình nguyện cúng dường chấp la phát chấp lao phục dịch, coi như là Phật, như Bồ Tát, như Thần, như Thánh và dính như kẻ thân. Đừng làm cái đó. Bởi vì sao vậy? Cái chuyện mà cúng dường mà tam bảo, chuyện đó các vị biết rồi, ủng hộ cho Phật, cho Pháp, cho Tăng trên phương diện tu hành có đầy đủ tiện nghi để mà làm đạo, chuyện đó là chuyện các vị biết, từ cái đó ra không có nói. Còn cái chuyện mà khắc khích, mà đam mê, mà tôn trọng với những cái quyển hoặc những cái hình thức mà bất bình thường này, mà đam mê, mà say sưa, mà cúng dường, mà tôn trọng, mà khắc khích ấy, là các vị thiệt thòi lỗ lã thôi. Tôi đã nói trước sau như một, Đức Phật Thích Ca đi nữa, Thành Vô Thượng Bồ Đề ai cũng biết rồi đó. Nhưng mà học đạo với Ngài là phải nghe cái lời của Ngài dạy mà hành cái đạo của Ngài dạy thì bản thân mình mới có lợi. Chứ còn không làm cái gì theo cái lời của Ngài dạy mà đem mà cúng dường, mà tôn trọng, mà tán thán, mà lễ bái suốt cả cuộc đời cũng không phải là đem được cái lợi ích gì cho mình đâu. Nếu cái tâm mình không có cải tạo, phiền não vô minh không xây dựng trí tuệ để vượt lên cái bồ đề niết bàn, thì có cúng có lại, có phục dịch làm nô lệ bao nhiêu kiếp thì nữa cũng vậy thôi, không được gì. Đó là đạo lý của đạo Phật ta. Cho nên ở đây là tránh cái đó. Đừng có bằng lòng tôn trọng là bậc tiên sư sinh lòng ái pháp dính như keo sơn ha. Thiền giả vô trí lại lầm tưởng là Bồ Tát hiện đến độ mình, gần gũi nghe lời dạy bảo sai quấy của ma quỷ phá luật nghi, làm việc tham dục bỏ mất cái thanh tịnh, sai lầm chánh thọ. Thực chất đó là cái giống lệ quỷ tuổi già, nó thành ma khuấy phá người tu. Khi ma khuấy chén rồi rời bỏ thân người không giá nữa, thì thầy và đệ tử đều xa vào pháp luật và chịu cái khổ sai lạc chánh thọ, đọa vào địa ngục từ đời này sang đời khác. Tất cả những cái đó đều là không bao giờ nó tồn tại lâu dài. Tại chúng để ý cái đó, tất cả những cái thứ mà đó không có tồn tại lâu dài. Có thiền giả định tâm đứng lặng tập chú tam ma đề, bỗng dưng tâm ưa thích cái chỗ vắng vẻ, muốn sự khắc khổ, ham làm việc cần lao. Chuyện nó nghe có lý quá đấy chứ. Nhưng mà cũng cảnh giác nha. Do đó mà thừa dịp đó thiên ma cho tinh thần gá vào người khác, nói được kinh pháp và tự xưng mình đã được vô thượng niết bàn. Ma đến trước thiền giả ham thích khắc khổ, trải tòa thuyết pháp, làm cho thiền giả và nhiều người như tự biết nghiệp cũ, biết về kiếp trước của mình. Ma chỉ người này kiếp trước là cọp, người nọ kiếp trước là rắn, người kia kiếp trước là rùa, vân vân, là chó, là heo, là gà, là vịt, vân vân, mà sai bảo mọi người tự hiện tướng tựa hồ như thật. Do đó mọi người hết lòng kính phục nghe theo những lời dạy bảo sằng bậy của ma. Người nào
móng tâm phái ý nó biết và dùng phái lực mà quy hiếp, mà lại hiện ra như người tu hành khắc khổ tinh tấn trong việc cần lao để chê bai tỳ khưu, mắng nhiếc đồ chúng, phô bày cái việc xấu của người khác. Ma thường nói chuyện quả phúc hên xui, nói chuyện may rủi của gia đình người, đúng y như chuyện của nhà ma vậy. Thật chất đó là cái giống đại lực quỷ tuổi già nó thành ma, nó khuấy phá người tu hành. Khi ma mà khuấy chán rồi bỏ ra người kia thì không ra nữa, thì thầy trò đệ tử đều xa vào lưới pháp luật và chịu khổ luân hồi trong nhiều kiếp. Chuyện này cũng chuyện có thật trên trần gian, cho nên là tôi nghe chuyện này đầy lỗ tai á, mà cũng không bao giờ tôi sợ. Rồi cũng có lúc tôi giả dạng tôi tới cái chỗ này để tôi nghiên cứu nữa cơ. Nghiên cứu thì mấy có người thì cũng có người bình thường chứ đâu có gì, nhưng mà điền ta có cái tà thuật ở bên trong mình biết mà mình không có thể nói ra được. Rồi cái chủng tính của mọi người, tất nhiên là trên đời này nó có nhiều người phước lớn, phước nhỏ, phước dày, phước mỏng. Có những người phước mỏng thì là có những cái bệnh thần kinh, thậm chí thì cũng có khi là bệnh thần kinh thật sự à, nhưng mà tại vì là nó mất cái tự chủ rồi đó, rồi nói kêu nói chuyện là giống như ma vậy á, chứ thật sự không phải ma. Có một cái lần một cái cô đệ tử mà tôi đang dạy ở trong chùa tự đau rồi nó nói toàn là nó kêu tên những người bạn chết không à. Chờ tôi đi dưới tụi bé ơi, đứa nào tên gì đây, cô gì, chú bác, toàn là người chết chứ kêu. Đây là sự thật mà, chỗ tôi dạy đàng hoàng. Thế là trong chùa các vị cũng cứ tin tưởng là bị ma quỷ. Chờ tôi đi dưới, ơi đừng đè ta, đừng có bắt ta, khoan đã, chờ nó đi. Cứ nói rõ ràng toàn người chết, trong đó có cô gì, chú bác, ông bà. Thì tôi thấy chuyện về ai cũng sợ là đều là ma quỷ hết. Thì người ta rước thầy bùa, thầy chú tới, tôi để nó cũng vài ngày, tôi không nói gì. Vì y như cái chuyện mà ai cũng biết là ma quỷ thì làm sao mà mình cản người ta được. Thế thì là cái ngày qua ngày thứ hai rồi, tôi nói bây giờ các vị đã thỏa mãn rồi đó, bùa chú linh thiêng và thầy đủ 2-3 ông rồi, bây giờ tôi lấy tư cách là một cái người ở trong đạo Phật mà khuyên những người tu hành chánh pháp của đạo Phật trở đi ngay nhà thương cho tôi. Nếu cần tiền thì tôi cũng cho tiền để đi làm việc đó. Thế là bây giờ ta trở đi nhà thương. Vô nhà thương bác sĩ họ coi xong rồi họ chích một mũi thuốc, một mũi rồi 15 phút sau không còn nói bậy vậy nữa. Từ đó nên là cho uống thuốc và chích thêm thuốc là về mạnh cơn. Bác sĩ nói rằng nếu mà trễ chừng mấy tiếng hồ nữa là cái loại virus đó nó xâm phạm tới cái cơ quan trọng yếu nào đó là không cứu được. Nhưng mà cũng may là sống được mấy tiếng hồ còn cứu được. Một mũi thuốc vô là tan thành các cái ma quỷ liền. Cho nên là cái việc làm, việc nói của tôi là nó có những cái cụ thể như thế. Đó là bệnh hoạn thôi. Còn gần đây có một cái bà cũng được là lúc đó bà 71-72 tuổi gì đó, ở gần bên chỗ thất tôi mà chịu. Thì tôi nghe phân nhân nói là cái lúc mà có bà chị đó, bà đó nói bà chị cái lúc sắp chết rồi bà cũng cứ kêu tên nói toàn là những người thân mà chết. Thế thì đó là cái bệnh ở trong con người, nó sinh ra cái tinh thần nó bấn loạn, nó không tự chủ nữa rồi nó nói như vậy đó. Chứ tôi thì không bao giờ tôi sợ ma quỷ và những cái vong hồn của những cái người kia nhập. Không bao giờ tôi sợ. Và sự thật đã có mấy trường hợp rồi đều y như cái chỗ của tôi thấy, ma quỷ nó chẳng làm gì được ai, và sự thật không có ma quỷ. Cái bệnh mà tôi vừa nói đó, toàn nói toàn là người chết không. Sản mà lúc đó mê sản không còn tự chủ,
Cho nên là cái tu hành đáng sợ nhất là cái lúc mà mình á, mình sắp chết, mà nếu mà hàng ngày mình không có huấn luyện cái lập trường cho vững chắc, tâm hồn cho thanh tịnh á, là cái lúc mà mình không còn tự chủ nữa, không còn sáng suốt nữa, là nói bậy không á nha. Nó bậy nó bạ nói cho tới cái lúc chết thôi. Lúc đó là đáng ngại lắm đó. Chứ còn không có ma, không có quỷ gì hết á. Những cái người mà cái bệnh mà tôi nói giờ ta có giờ còn mạnh khỏe, một mũi thuốc một là hết ngay tức khắc. Lại có những người nữa thiền giả tâm được đứng lặng trong cái lúc mà thiên chú tu tính quán về muốn tìm hiểu muốn biết về cái túc mạng. Thừa dịp đó thiên ma ra vào, một người nói được kinh pháp rồi thông thạo và tự xưng là đã chứng được niết bàn. Mà ma là nó tự xưng nó là chứng bồ đề niết bàn vô thượng không à, chứ nó không có nói vừa vừa đâu. Nhưng mà thật sự mà nói, đại chúng mà học đạo gì là các vị nghe ma nó xưng rồi các vị có thể tin đấy. Chứ tôi nghe nói vài câu thôi là tôi biết người này có bồ đề hay không và có niết bàn hay không. Không cần kiểm chứng lâu đâu, nói vài câu chuyện thôi biết ngay họ còn vướng cái gì, còn ham cái gì, bận cái gì đều biết hết. Chứ đâu có hề khó khăn gì đó. Dựa trên kiến hoặc tư hoặc, khi mà nói chuyện vài câu là nó loài ra cái đuôi của kiến hoặc tư hoặc ra. Mà còn kiến tư hoặc là chưa chứng hoặc, chưa chứng quả là hết được. Nói gì tới cái chuyện mà vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Còn nói cái chuyện mà cứu độ chúng sanh ha, tôi nói vài câu là tôi biết rồi. Ham độ chúng sanh kiểu nào? Ham độ chúng sanh để rồi lâm vào những cái tai ương như là tù tội, như là bệnh tật này kia đó, đó là độ sai. Dù là ham độ chúng sanh, nói như là tỏ rõ thiện thiện chí của mình như là tâm từ bi của Phật, nhưng mà sai. Đâu phải độ chúng sanh rồi những cái chuyện mà nghĩa là có thể dướng vào luật pháp về tù tội mình cũng làm đâu. Anh đâu có ham kiểu đó gì được. Ham độ chúng sanh vào cái chỗ mà nghĩa là bệnh hoạn truyền nhiễm, mà đi độ cách mới là không có trí tuệ, cũng là một cái thứ sai lầm. Tôi nói ví dụ như nhà muốn làm việc từ thiện mà đi tới cái chỗ người ta bệnh mà bệnh truyền nhiễm, là mình nhất định là phải có cái đồ bảo hộ đàng hoàng. Mà không có bảo hộ đàng hoàng là không làm nha. À, chứ còn không có đồ bảo hộ để truyền nhiễm mà mình làm thì Bồ Tát bao nhiêu mà cho đủ để làm cái việc đó chứ. Tới đó nhiều chết nhiều, tới nhiều chết nhiều, tới nhiều chết nhiều. Là vậy là Bồ Tát là cả lô, nghĩa là sống, nghĩa là cả bồ như là đóng trấu hay sao, để đi làm cái việc cứu độ chúng sanh mới đủ hay sao. Cho nên là coi chừng nghe vài câu là biết Bồ Tát thiệt là Bồ Tát giỡn rồi. Còn quả vô thượng bồ đề thì quá dễ đo lường thôi. Thành ra nói đúng là cỡ tôi giờ không có gạt được, không có cái gì gạt được hết. Vấn đề mê hoặc, mê tính dị đoan, nguyễn hoặc được vô phương cũng có gạt được. Thành ra tôi muốn nói cái đó để cho đại chúng đó, nắm vững cái tư tưởng đó mà trên đường đạo mình cứ nó tu nó dễ ở thì nó không khó, không có khó khăn gì hết. Sở dĩ mà các vị tu mà thấy khó là tại vì các vị là tin đủ thứ thân nhân cho nên các vị khó đó. Chứ còn đạo Phật nó có tin gì đâu, không có thờ cúng gì tội cho. Phật mà không cúng còn chưa tội mà. Đạo Phật tu dễ lắm. Đạo Phật là cái đạo giải thoát chứ không phải là cái đạo tôn giáo để mà bắt người ta phục vụ cho ông Phật, không có. Nên người ta tu đạo Phật cực là tu sai rồi. Tu đạo Phật là nó có cái tiêu chuẩn thiện giả, tùy thuận với Như Lai Vương Giác Diệu Tâm, tùy thuận
với tri kiến Phật của mình, cứ đó mà làm thôi, không có làm gì nữa hết á. Khỏi cúng Phật cũng được. Nhưng mà nói như vậy là tôi nói vậy thì các vị về rồi dọn bằng Phật ra không hả? Tôi bảo à nha, tôi có bảo cái đó à, tôi vẫn thờ Phật đàng hoàng à. Trời Phật ơi, có bà là Phật tử bả đi tin cúng dường ta bảo dữ lắm, mà bữa nọ có quay cuộc phim chơi thì tôi đốt nhang như thế Phật thì bả nói trời ơi thầy ta cũng cũng lại Phật nữa sao. Trời, nói như vậy chẳng khác nào là giả. Tôi 4-5 cái chục cái giả trong mặt tôi, tôi mà không lại Phật à, lại dữ lắm chứ. Tôi lại nhiều hơn ai hết á, chứ đừng nói tôi không lại. Bà nói trời ơi, bà mừng ghê đó lắm đó, trời ơi, tốn hồi nào giờ thầy không có tụng kinh, thầy không lại Phật chứ thầy cũng lại Phật nữa hả? Người ta đâu có biết tôi lại là ngày lại đêm mà, người ta đâu có biết. Tụng kinh cũng vậy, nói tôi tụng ngày tụng đêm á, tụng dữ tợn á, mình ta nói tôi không tụng. Tôi nói rằng là không cúng Phật là không cúng cái rườm rà, không cần phải bỏ tiền ra mua thứ bánh thật ngon, mua cái đồ thật quý, thật sang, đúng tiêu chuẩn quốc tế, không cần cúng cái đó. Còn cúng bằng cái tấm lòng, tôi nói một bình bông, một nén hương thôi. Bình bông đó là tâm địa khai thời qua lãng mạn. Cái tâm địa mình mà cởi mở, mà phóng khoáng, mà thâm tịnh rồi đó là tự qua trời nó nở, tiêu thiên vũ sứ nhuộm phân hương. Cái qua trời còn không thơm bằng cái qua lòng của mình mà thanh tịnh đem cúng Phật. Khi đó đó hiến Phật tiền ức kiếp nghiệp phong si bất lạc, đem từng cành từng nhánh cái qua lòng của mình thanh tịnh đó mà cúng Phật đó, thì là dầu cho cái gió cả ngàn ức kiếp hỏi cũng không rụng được. Cái gió nghiệp ngàn ức kiếp hỏi cũng không rụng được. Cúng cái qua đó mới là cái qua cúng Phật tốt đó. Còn cúng nhang cũng vậy, cái đồ quý nhất là trầm thủy thiền lâm hương phúc úc mà chiên đàn tế quyển cửu tài bồi. Cúng nhang bằng trầm thủy, bằng chiên đàn, bằng tất cả những cái thứ thơm tho linh lăng kê thiệt cam tùng như Kinh Lăng Nghiêm nói đó. Nhưng mà trầm thủy thiền lâm lấy cái gỗ trầm đó, các thứ thơm đó ở trong cái rừng thiền, hương này lấy ở rừng thiền, mà trồng cái cây mà để làm hương là trồng trong cái vườn trí tuệ, trồng trong cái gì đó là cái bậc chiên đàn tế quyến cửu tài bồi, trồng trong cái vườn trí tuệ mà cái chất đó lấy trong rừng thiền á. Giới đao tức tự tổng sơn hình nhiệt hướng tâm lưu trường cung dưỡng, lấy cái giới cái giữ gìn cái sự thanh tịnh của thân khẩu ý đó, lấy cái đó mà làm dao để mà vót và làm cái hương. Còn đốt ra cái lò, đốt cái lò tâm nhiệt hướng tâm lưu trường cung dưỡng, lấy cái lò tâm mà đốt cái hương đó. Cho nên là mượn cái hương ở bên ngoài cụ thể mà để gửi cái tâm hương ở bên trong, mượn cái lò hương cụ thể bằng đất bằng đồng bên ngoài để mà gửi cái lò tâm của mình để mà đốt cái mười hương chư Phật. Thành ra cái bàn Phật mình để mình trang trí để mình nhìn vào nó thú vị lắm chứ. Có những cái lúc mà mình đọc kinh hay rồi mình nhìn vào cái tượng Phật, cái bàn Phật đó, mình nhìn ông Phật mà mình cười, cười thích thú, phục Phật vô cùng. Là lúc đó là mình lại dữ lắm rồi đó, lại dữ lắm rồi đó. Ngài quá sức tuyệt vời, rõ ràng là đấng vô thượng chí tôn rõ ràng. Thì lúc đó là mình nhìn Ngài cho mình cười, đó là kể như lại tâm rồi đó.
rồi những cái điều nào sai trái mà mình kiểm tra lại, à ngài nói cái đoạn kinh này mà mình hằng ngày mình bị những cái tật xấu này nè, cái thói hư này nè, cái ô uế này nè, là mình thấy rằng là phải học theo ngài mới được, chứ bằng không là mình không bao giờ được sự an lạc giải thoát như ngài được đâu nha. Đó, nhìn ngài cái rồi tự kiểm điểm lại mình là lại rồi đó. Còn lại mà lại bình thường nó cũng được. Căn cơ mà mới học Phật thì lại bình thường, thì lại vừa vuốt đầu nè, lại cái vuốt về, tôi không biết vuốt chi, vuốt ra vuốt. Rồi còn có gì lại rồi cái vuốt nó kìa. Thì cái đó là cũng tùy theo cái thói quen mà làm, Phật cũng không có dạy, nhưng mà để ông nói cái này ta cũng không biết để làm gì hết. Ủa cái này còn dài quá, thôi dừng dừng đây, hết giờ rồi. Cái này á, đại chúng đừng có cho rằng nó dễ nha, cái này học để mà nhớ đó, lợi ích lắm đó. À, cái mùa hạ gần hết của chư Tăng rồi, nhưng mà mỗi năm á thì là qua cái mùa hạ, qua đoạn 7 rồi có nghỉ không? Theo tôi nghĩ bây giờ thì cứ coi trẻ như chủ nhật thì đi chơi mấy tiếng hồ phải không, là học luôn phải không, rồi học luôn cũng được, chứ ở không làm gì mấy tiếng hồ cũng vậy à. Rồi học luôn, bởi vì tôi chưa chắc là tôi còn sống được một vài năm gì nữa đâu. Rồi hà tiện sức này là nó nửa nó chết bỏ không cũng vậy à. Thật sự như lại chúng giờ nên là tôi kể sống từng ngày từng giờ từng phút, chứ tôi không có nghĩ gì xa vời, cho nên không có cái gì là tôi sợ hết. Đừng có làm là nghĩ ngợi là tôi sợ, không có sợ. Kể từng ngày từng giờ mà hỏi dài, mấy ông đệ tử tôi mới có 44 tuổi chết rồi, 48 tuổi chết, mà trong vòng tuần lễ chết hai ông thì cỡ này là quá như chết rồi, thì còn cái gì nữa. Cho nên là cứ còn thì phải sử dụng, để rồi chết bỏ cũng vậy thôi. Chúng sanh có thiên thời nguyện đó, nguyện báo vô tận thời nguyện đoạn pháp vô lượng thời nguyện học bậc đạo vô lượng thời nguyện thành